Hello, hello, xin chào quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với kênh Nghiện Khám Phá. Và du cực cu tè của các bạn đã có mặt rồi đây. Liệu các bạn có ai tin vào sự tồn tại của người ngoài hành tinh hay không? Thứ tưởng tượng xem một ngày nọ bạn đang đi du lịch ở đâu đó, trong rừng hay là một nơi hoang vắng, thì bất ngờ gặp ngay UFO và những người ngoài hành tinh đang tham quan trái đất. Lúc này các bạn sẽ phải làm gì đây? Ngất xỉu, hét toáng lên hay là mời họ về nhà chơi, quẩy Vina House? Comment ngay và luôn các bạn nhé. Hôm nay tiếp tục là series khám phá những người bạn không thuộc về trái đất, cùng qua vô cực xem ngay và luôn 7 bí ẩn ly kỳ và thú vị vì UFO và người ngoài hành tinh các bạn nhé. Let's go. Thứ nhất, người ngoài hành tinh từng xuất hiện ở thời cổ đại. Đủ các bạn biết nha, thuật ngữ UFO xuất hiện từ khi nào? Theo như tôi đã tìm hiểu được thì UFO hay vật thể bay không xác định đã được sử dụng từ những năm 1950 nha các bạn. Tuy nhiên thì cũng có những nghiên cứu đã cho rằng UFO và người ngoài hành tinh thực chất đã xuất hiện từ hàng nghìn năm về trước rồi đấy các bạn ạ. Một tài liệu được cho đã có từ thời đế chế Ai Cập cổ đại có tên là Thule Papyrus đã đề cập đến sự xuất hiện của UFO. Theo bản dịch thì một số sự kiện bất thường đã xảy ra dưới triều đại của Pharaoh Thutmose đời thứ ba, khoảng từ năm 1479 đến năm 1425 trước công nguyên, tức là gần 3.500 năm trước. Trong tài liệu có viết, một vòng tròn lửa đã rơi xuống từ trên không, miệng của nó có mùi hôi và không có phần đầu. Đấy, vật thể lạ này được mô tả là có chiều ngang khoảng 4,5 mét. Các vật thể kỳ lạ tương tự cũng xuất hiện ngày một nhiều, trải dài trên bầu trời, nhưng rồi cuối cùng cũng đã dần biến mất và không được nhìn thấy nữa. Hay trong tác phẩm nổi tiếng Lịch sử thành Rome của nhà sử học hàng đầu thời cổ đại Livy cũng có mô tả về một sự kiện bất thường trong cuộc chiến tranh Punic lần thứ hai. Ông đã mô tả về những con tàu ma xuất hiện trong trận chiến, những con tàu xuất hiện trên bầu trời và nhiều người đã nhận ra rằng vật thể lạ được Livy nhắc đến có nhiều điểm tương đồng với đĩa bay. Từ những điều bất thường trong các tài liệu cổ đại này mà đến nay thì rất là nhiều người đã tin rằng người ngoài hành tinh đã xuất hiện từ hàng nghìn năm về trước rồi. Thứ hai, người ngoài hành tinh đang làm việc cho Mỹ. What? Điều này có thể khiến cho bất cứ ai sốc tận não nha các bạn. Vật thể bay không xác định UFO là có thật. Trên thực tế thì những người ngoài hành tinh đến trái đất trên các đĩa bay xuyên ngân hà hiện đang làm việc cho chính phủ Mỹ. Ồ, nghe qua quả thật là không khác gì cái tình tiết trong phim hoạt hình nổi tiếng Man in Black các bạn ha. Vâng, đừng có vội phán rằng đây là lời nói bâng quơ là không có cơ sở nha trời. Vì thông tin này đến từ nhà khoa học hàng đầu về công nghệ vũ trụ, Boy Bushman đó các bạn ạ. Không lâu trước khi kết thúc cuộc đời, Bushman đã ghi hình một cuộc nói chuyện và trình bày hết sức thẳng thắn về những trải nghiệm cá nhân khi làm việc tại vùng 51. Băng ghi hình trên đã gây xôn xao cộng đồng mạng và giới truyền thông, thu hút đến gần 2 triệu lượt xem. Tiến sĩ người Mỹ cũng đã cho hay những người ngoài hành tinh ở vùng 51 đến từ một hành tinh gọi là Quintumnia, cách địa cầu khoảng 68 năm ánh sáng. Tiến sĩ đã mô tả, tàu du hành của họ có hình dạng giống đĩa bay, đường kính 11,5 mét, chở theo 18 người ngoài hành tinh, chiều cao trung bình 1,5 mét, một số thậm chí đã 250 tuổi, hiện làm việc cho chính phủ Mỹ. Điều may mắn là người ngoài hành tinh cũng khá là thân thiện với con người. Một thông tin nữa đến cho các bạn là vùng 51 được xem là một nơi nối liền với đường bay đặc biệt, được kết nối trong không gian. Do là sự che chắn quá kỹ lưỡng về các công nghệ bí mật quân sự, cho nên vùng 51 đã từ lâu trở thành một nơi tranh cãi về sự tồn tại của người ngoài hành tinh. Thứ ba, dự án tuyệt mật Blue Book. Đây là thông tin mà rất là nhiều người cũng không hề được biết đâu nha. Thế nhưng với khả năng hóng hớt tin tức thì tôi sẽ tiết lộ một ít về dự án tuyệt mật nghiên cứu UFO của Mỹ và Liên Xô cho các anh em nè. Kể từ cuối năm 1940 thì Anh Mỹ đã phát cuồng vì UFO các bạn ạ. Mỹ và Liên Xô đã thực hiện một số dự án nghiên cứu UFO nhằm làm sáng tỏ bí ẩn về vật thể bay không xác định và người ngoài hành tinh. Từ năm 1952 đến năm 1969, không quân Mỹ đã thực hiện một loạt nghiên cứu bí mật về UFO có tên là Project Blue Book. Project Blue Book thực hiện hai mục tiêu chính, bao gồm xác định UFO có phải là mối đe dọa đến an ninh quốc gia hay không, phân tích dữ liệu một cách khoa học liên quan đến UFO. Trong suốt thời gian dài, mọi thông tin về những dự án này đều bảo mật đến tuyệt đối luôn. Sau 17 năm hoạt động, có đến hơn 12.000 báo cáo về UFO đã được thu thập, phân tích. Điều này chứng tỏ chính phủ Hoa Kỳ đã thực sự là săn lùng người ngoài hành tinh từ rất lâu về trước. Trong số đó thì vẫn có 701 trường hợp chưa được giải thích nha. Nhiều người theo thuyết âm mưu còn cho rằng đây chính là những lần UFO thực sự xuất hiện và chính phủ đã cố tình che đậy. Dự án chính thức đóng lại vào ngày 17 tháng 12 năm 1969. Nhưng thật may,
may là 10.000 bức ảnh giá trị nằm trong dự án Blue Book tuyệt mật một thời đã được đưa lên mạng để mọi người có thể chiêm ngưỡng. Thứ tư, sóc tận ốc, người ngoài hành tinh muốn sinh con với loài người. What? Nghe như một bộ phim viễn tưởng của vũ trụ vậy các bạn ha, thế nhưng câu chuyện này hoàn toàn có thật. Vào năm 2017, tại một hội nghị chuyên đề về hành tinh ở Úc mang tên là Close Encounters Conference, được tổ chức tại Byron Bay, New South Wales, một người phụ nữ không được tiết lộ danh tính mà chỉ được biết với cái tên là Anna đã tuyên bố rằng cô bị người ngoài hành tinh bắt lên một con tàu vũ trụ. Để làm gì? Để cướp trứng đó các bạn ạ. Anna cũng đã cho biết cô không phải là trường hợp đầu tiên hay là duy nhất bị người ngoài hành tinh bắt nha. Anna chỉ là một trong hàng ngàn người, bao gồm cả bác sĩ, luật sư, phi công cũng đã từng bị người ngoài hành tinh bắt cóc mà thôi. Thậm chí họ còn nói với cô này rằng muốn có một vài sự hỗ trợ với dự án lai tạo cho nên đã chọn cô. Anna đã tiết lộ câu chuyện của mình với hội nghị đầu tiên nhằm mục đích là nói cho nhân loại biết về chương trình bắt cóc của người ngoài hành tinh. Không biết là âm mưu lai giống của người hành tinh với con người nhằm mục đích gì các bạn ha. Và đây cũng là một trong những điều khiến cho các nhà khoa học phải đau đầu và tìm lời giải thích đấy. Tuy đáng sợ, thế nhưng các cuộc gặp với người ngoài hành tinh này cũng đã phần nào thay đổi được nhận thức của toàn thế giới luôn đấy. Ít nhất thì chúng ta cũng đã không còn cho rằng chuyện người ngoài hành tinh là nhảm nhí nữa đúng không? Mà hoàn toàn là có thật đấy. Và trên thực tế thì UFO hay là người ngoài hành tinh là một vấn đề luôn được Liên Hiệp Quốc cực kỳ là lưu tâm đấy nha. Thứ năm, đĩa bay nhiều lần xuất hiện ở Việt Nam. Ngày càng có nhiều người trên khắp thế giới đã tuyên bố đã tận mắt nhìn thấy hoặc là thậm chí quay phim chụp ảnh được đĩa bay của người ngoài hành tinh luôn các bạn ạ. Đâu ở đâu xa đó các bạn, ngay tại Việt Nam của chúng ta cũng đã có rất là nhiều lần người dân ghi nhận đã nhìn thấy đĩa bay. Vào ngày 9 tháng 12 năm 2012 ở Thanh Hóa, đã bất ngờ bùng lên tin đồn là xuất hiện đĩa bay từ bức ảnh vật thể lạ được công bố. Tác giả là em Lê Khắc Đạt, 19 tuổi, trong lúc đang chụp ảnh tự sướng thì đã bất ngờ phát hiện ra một vật thể lạ ở phía sau giống hệt với chiếc đĩa bay. Thực hư bức ảnh này vẫn chưa được kiểm chứng các bạn ạ. Tiếp nè, trước đó thì vào ngày 26 tháng 7 năm 2011 ha, một video dài 26 giây đã ghi lại cảnh một đốm sáng dài di chuyển chậm rãi rồi bất chợt vụt mất ở thành phố Hồ Chí Minh đăng trên kênh YouTube. Rất là nhiều người cho rằng đó chính là đĩa bay. Rồi sang đầu năm 2016, những bức ảnh tại Huế, chùa Thiên Mụ lại một lần nữa khiến dân tình vô cùng là hoang mang. Một du khách khi đi xe đạp từ cầu Bến Ngự lên đến chùa Thiên Mụ bất ngờ phát hiện ra một đám mây khổng lồ giống như hình đĩa bay luôn. Ông chú này đăng ảnh lên mạng xã hội, nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Thế nhưng nhiều người cho rằng đây chỉ là sản phẩm của Photoshop mà thôi. Mà tôi cũng thấy ảo lời thực sự các bạn. Còn các bạn nghĩ sao nè, nhanh tay comment ngay và luôn nhé. Thứ 6, người ngoài hành tinh âm mưu xâm chiếm trái đất. Các bạn biết rồi đấy, trái đất của chúng ta là một nơi lý tưởng và hoàn hảo nhất cho mọi loài sinh vật sinh sống. Và tất nhiên, người ngoài hành tinh cũng không ngoại lệ. Giáo sư Jaco Van Loon, nhà vật lý thiên văn ở Vương quốc Anh đã đưa ra lời cảnh báo. Một loài sinh vật có nền văn minh tiên tiến hơn ngoài trái đất có thể coi con người là một mối phiền toái lớn cần phải xóa sổ ngay lập tức. Đừng coi thường lời cảnh báo này nha, bởi vì nó có cơ sở khoa học hết rồi đấy. So với thời gian tồn tại của vũ trụ đến 10 tỷ năm thì trái đất vẫn là một hành tinh mới mẻ chỉ có 3,5 tỷ năm thôi. Vì thế, nếu như hành tinh của chúng ta không phải là nơi duy nhất tồn tại sự sống, thì việc một hành tinh khác phát triển tiên tiến hơn chúng ta là một điều hoàn toàn hợp lý các bạn ạ. Và có thể xảy ra luôn đó chứ. Giáo sư cũng đã cho rằng, người ngoài hành tinh với nền văn minh tiên tiến thì có thể dễ dàng quét sạch loài người chúng ta chỉ trong phút mốt mà thôi. Cũng giống như Columbus tìm thấy châu Mỹ á, người dân bản địa cũng bị tiêu diệt sạch, lâm vào thảm họa diệt vong để nhường chỗ cho một tầng thế giới mới vậy. Vì thế, lời cảnh báo được đưa ra rất là hợp lý luôn. Thứ 7, 10 chủng tộc người ngoài hành tinh viễn thăm trái đất. Thật bất ngờ và bất ngờ, thế nhưng người ta ước tính rằng có đến 82 chủng tộc người ngoài hành tinh khác nhau đã viễn thăm trái đất. Trong đó, người ta cũng đã phát hiện ra 10 chủng tộc khác nhau đã được phát hiện trên. Chủng tộc người ngoài hành tinh phổ biến nhất được mọi lứa tuổi nhìn thấy trên khắp thế giới được gọi là người xám các bạn nha. Vâng, những sinh vật này thường cao 1,2 mét và có đôi mắt hình quả hạnh nhân. Đầu của họ lớn hơn nhiều so với đầu bình thường, không có mũi mà chỉ có lỗ mũi thôi. Và đây cũng chính là cái chủng đã gây ra nhiều vụ bắt cóc của con người đấy. Một chủng tộc người ngoài hành tinh phổ biến đó chính là người xanh nữa. Rất là nhiều người đã báo cáo rằng họ đã nhìn thấy những sinh vật màu xanh lá cây, hình người và cũng không hề có lông luôn. Còn một chủng người khác là chủng Bắc Âu, giống hệt như con người luôn các bạn. Mái tóc vàng dài ở cả hai giới nam nữ nha. Nếu như họ
trà trộn vào thế giới của chúng ta thì cũng chẳng ai biết cả đâu. Bởi vì họ quá là giống người bình thường mà, cách duy nhất để xác định là khi họ di chuyển bằng đĩa bay. Cùng với đó có thể kể đến các chủng tàu Andromeda, sinh vật có thể đọc được suy nghĩ của con người bằng thần giao cách cảm. Khiếp đảm hơn là chủng tộc có vảy trên người, không được thân thiện với trái đất cho lắm. Đáng sợ nhất là chủng tộc Alpha Draconia, được cho là đến từ hành tinh Alpha Draconis, mang đặc điểm của loài bò sát. Các bạn thân mến, trên đây là 7 bí ẩn ly kỳ và thú vị nhất về người ngoài hành tinh đấy. Thật là bất ngờ cũng như là thật sự thú vị các bạn ha. Đến đây thì video ngày hôm nay xin được tạm dừng các bạn nha. Các bạn thấy bí ẩn nào về người khổng lồ là ấn tượng nhất đấy, hãy cùng comment cho Nghiện khám phá được biết với nha. Đừng quên like, share và subscribe để không bỏ lỡ những thông tin nóng hổi và thú vị nhất cả nhà nghe. Cảm ơn các bạn đã cùng đồng hành với Nghiện khám phá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau nha. Còn bây giờ, bye.